Ủa này, ở bên phải đi bên này hả? Đi bên đây. Ủa? Hôm qua có dụng cụ. Hôm qua giờ này cái xong hết chưa? Hồi hôm qua nó ở lại, nó làm tới 3 giờ. Học chưa có bộ đồ, nó nhỏ luôn, xong cái nó đi học. Xong không làm nó trước. Xong mọi người làm rồi đó. Tại vì đây đã anh ngực lên ý tưởng cái bộ phim trước rồi. Ê, em cái bọc cái áo này nè em. Mọi người là bạn Na. Chúng ta là chúng ta không có để ý đến bạn Na mà hãy đến cái túi. Cái túi đồ kìa. Thấy gì không em? Bánh bò. Thấy chưa? Đó bánh bò đâu? Bánh bò trên giỏ của em á. Cái tay bị sao đứt tay hả? Dạ hôm qua làm đồ đứt tay. Rồi, đứt tay nghe rộp tay đó, phòng tay luôn. Cái tay nhất trí kìa. Biết mà máu văng luôn. Tại vì phải đâm một lỗ vô để mình xỏ đồ á, đâm sọt một cái xích dài vậy. Máu nó cuốn luôn. Trời ơi, rồi rọt da. Rồi giờ còn ướt máu kìa. Không, cái này là thuốc đỏ luôn ta, thuốc đỏ. À, thuốc đỏ. Rồi xài súng bắn keo á hả, mà súng bắn keo nó nóng. Xong nó phồng da luôn. Rồi làm đồ sọt lắm mọi người. Mọi người thấy chưa, đã chuẩn bị cho một buổi diễn là phải tốn bao nhiêu công sức đổ máu vậy đó. Chị có cái chui sạc, chị mượn cái chui sạc. Trời ơi, ở cái vừa bự vậy. Hai trái vừa bự. Trời ơi, cái vừa bự vậy bà. Áo áo của Nhi á hả? Đâu đâu Nhi giờ lên trên khi nhảy coi nè. Rất là đẹp mọi người. Mọi người thấy chưa? Cái chân này để mặc. Để mặc tắm nhẹ rồi. Chị mặc đi xong chị mới mặc vô đồ chị vô được. Lát sao mặc đồ đó đi bán vé được. Sao mặc đi bán vé? Nữa hoài thấy gì hoài hello mọi người, đồ em đâu, đồ em đóng thùng rồi hả? Đồ em đóng thùng giờ. Ồ đây ta sẽ gặp ai? Hello mọi người. Em không có đồ. Ủa chứ em đi bài với lát em mặc cái gì? Chúc em mặc chạy lưới. Đồ mang dài mang lưới cũng cao luôn. Mang dài mang lưới. Ôi lát lát nó mặc bộ đó đó hả? Em mặc này rồi xong em mặc, mặc em đồ mặc cà phê. Cà phê của em vô. Rồi cái giá của bà đâu? Có đem rồi. Bà làm giá chưa? Rồi, cái giá thực hành thì cái giá nó ăn thiệt hả? Chấn động quá, chấn động hả? Cô gái cà phê đó. Em là cô gái cà phê. Rất đa đậm thâm. Em vậy em xinh cũng như bao người. Quá trời. Cảm giác giống như Na là cái quần binh ở giữa vậy đó. Em mệt mỏi quá trời luôn. Quá trời. Tối làm tới mấy giờ? Bỏng. Tối là mấy giờ em? Tới mấy tới 10 giờ đúng không ạ? À, cô gái nè. 11 giờ nữa. Cái nón nó bị lệch cái mắt anh miếng rồi. Mắt anh lỡ rồi. Nhiều đó đó. Đó, xay qua, xay qua. Ủa đó. Trời ơi, sắc chưa? Đó, cô gái bán cà phê, tức tắc. Làm cái giá là cái giá cấp đúng không? Ê, là đem cái giá hay là cái ấy? Không, cái giá thì dễ thương hơn. Giá bất cành. Cái giá. Lại đem cái này nè. Giá bút canh nè. Giá bút canh á. Ôi đau quá trời nha. Đúng. Cái giá thì bỏ cái giá đi, cái giá càng hơn đúng không? Giá càng hơn nè, đúng rồi. Mọi người nói là Nhật Thình là nhà thiết kế hôm nay nè, phải không? Massage là nhà thiết kế hôm hai bỏ áo dài, thiết kế nó ơi ẩm luôn. Đó, hôm hôm đi với trai về đi đi quằn quại hơi mệt mỏi nha. Đó, qua mình làm đến mấy giờ em? Rồi tiền số bóp của anh massage là 300. Thì nhà thiết kế đại tài nha, trong vòng một ngày là may 15 bộ. Đồ thiết kế luôn hả? Thì anh Nhật đang đăng ký chương trình là Người Bí Ẩn. Trong vòng một đêm mai 15 bộ đồ thiết kế bằng những cái vật dụng tái chế. Gãi người bãi kia mấy bà. Bà lỗi vậy, bỏ vậy con người của mày á. Này hát người ta nha mọi người. Ai cũng lên làm đồ hết, có mình con mẻ là mẹ Úc Bịch Khải đi chơi cho đã cái lưng. Sao mà không có làm? Không làm luôn. Mọi người công nhận. Trời hư chưa? Nói em nhà thiết kế, hãy nói giùm em, ai là người mai? Em mai được khoảng nửa tiếng nhưng mà em lấy hai bao kim. Người ta làm muốn chết còn bả đi chơi gì, đi hẹn trai
tí ta tí tưởng. Xong á, xong á là hẹn hẹn đi lại tập múa mà cũng không múa luôn, là người ta tập trung qua chỗ khác, muốn sang tập đàng hoàng luôn cũng không qua tập múa luôn. Sự thật là em có mai đồ cho mọi người. Em có mai đúng em không? Em có mai nhưng mà tới 3 giờ là em về em đi tập bài của em rồi. Cái động trời không vô có nửa tiếng đồng hồ. Động trời không? Tới là 12 giờ nha. Sáng bánh kho nè. Cái nhiệt hình làm cho em đó. Trời ơi chấn động chưa? Hôm nay Châu Kha nó mang một đội 1.5 tỷ lên trình diễn. 1.5 tỷ có nhiều nhà thiết kế nhiệt hình á. Là cắt không? Thầy Thảo Nhi đang định lấy lòng của nhà thiết kế. Không có lấy lòng chị ơi, là massage là hồi 300 massage chị. Bo đó anh Nhật ha, mỗi lần anh Nhật làm xong rồi cho mình bo, anh Nhật bo cho mình. Tiếp 300. Rồi tiếp 300. Bo 200 là 500. Vậy là bộ đồ 600. Đúng không? Chị như Nhật là chị sẽ lấy là bộ đồ 600. Ngày hôm nay. Ủa nó nghe nè. Đang đậm ghê không? Mày làm đi, mày làm cái chiếc đó cho đang nguyên nè. Bộ đồ này, em thấy bộ đồ này mặc ở trong wheel quá nè anh Nhật. Mặc cái tui nuôi này hợp hơn á. Ở dưới đó tui đẹp hơn. Cái xong này đẹp hơn. Cái chỗ ta hẳn đó đi pha. Tính lấy cái nào? Em lấy một cái kia rồi. Một cái màu bạc rồi. Hay là cái chân bạc. Thôi mà em đem hai cái nha. Một cái này mặc nó tui nuôi chứ nó đẹp hơn. Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi kìa. Ai vậy? Hai cha con thấy thương quá à. Quay cả mặt cho mẹ. Cha cũng quay cận cận vô nè. Đầu cái gõ gõ từ xuống nè. Ba luôn rồi á. Cha mí xuống nè. Đó. Đưa xuống đi làm thì đưa ba đi làm đàng hoàng coi. Ngủ giờ tối còn bú sữa đó, tới bây giờ lớn ba lớn nó vẫn còn bú bình đó. Chưa dứt sữa được. Hỏi em. Bú bình đó. Về. Nóng quá trời sốc. Em tính làm gì? Tính làm gì? Dứt sữa một cái là khóc thét hả? Ê! Đặt hả? Chị Nhi có lấy cái đồ bấm. Có đem cái đồ bấm với băng keo thôi không vậy? Cái gì? Dạ có anh. Ừ, để nó bấm nha. Chị ơi! Đợi em trở lên Dương nè. Cô gái đã tiếng gà. Ủa chồng em đâu? Chồng em đâu? Đi Vũng Tàu rồi. Trời ơi! À, tối nay là chiều nay là chúng ta có trà đào uống nha. Ai không trà đào có một bạn dễ thương lắm, một bạn khán giả dễ thương, nó nói trà đào đem lên tới Bình Dương cả nhà mình uống dễ thương năm lít rồi nấu 10 lít trà đào mà thôi nấu trước 15 lít thôi. Không, 5 lít là uống lẹ lắm nha. Thường thường mình uống ly 1 lít đó là hết rồi. Trời ơi, ở đây chỉ cần nghe mà tốn tiền hả, mua một ly 1 lít đúng không chị, xong mình để đó mình uống ngậm xong bắt đầu mình lên chơi mình kêu con số lại đằng xuống là hết chơi không chơi liền hết chơi. Mấy con nhỏ cát kế bên uống à, còn xe chở một nửa ngoài trước nên nói cái thùng tôi đi qua cho em dầu nhớ đó. Này nay chuẩn bị bao nhiêu đồ rồi? Là tụi em đang chuẩn bị đi hoa hậu lô tô chuyển giới ở nước ngoài. Đó đây là cái thùng National Custom của em rồi. Trời ơi. Trong ký hợp lý. Giỏi chưa? Đây là của trợ lý của em. Xe. Gì má, ai quen má là những trợ lý vô duyên. Đâu đó. Mấy ngày. Xe. Đây là nước bạn Campuchia nha. Còn nước thì nghèo quá trời, cầm cái bọc đi. Lao. Đi lên mà đem bọc nó tay trời. Ông bé này phụ diễn thôi em. À trợ lý đúng không? Cái này mang em chưa. Kiểu như là mở màn á, cái ga múa minh họa dài đường ấy, đông quốc kìa. Nè, con bé này là mùa thu. Người ơi thì bộ sưu tập ngày hôm nay sẽ rất là trắng đỏ. Rất ghê. Chấn động sao? Chấn động sao? Cung kinh luôn. Ủa ai vậy? Ai vậy? Đi tới Nhật. Này nè, chuẩn bị bao nhiêu đồ rồi? Là tụi em đang chuẩn bị đi hoa hậu lô tô, hoa hậu lô tô chuyển giới ở nước ngoài. Đó. Đây là cái thùng National Custom của em rồi. Trời ơi. Trăm ký hợp lý. Còn dữ dội chưa? Đây là của trợ lý của em. Xe. Gì má, ai quen má là những trợ lý vô duyên. Đâu đó, mấy ngày. Xe.
là đi lên mà đem mặt lên tay chờ ông bé này phụ diễn thôi em. À trợ lý đúng không? Cái này mang em chưa kiểu như là mở màn á, cái gà múa minh họa dài đường ấy, đông quốc kìa nè. Con bé này là mùa thu mọi người ơi, thì bộ sưu tập ngày hôm nay sẽ rất là trắng đỏ. Trắng đỏ, trắng đỏ sao? Trắng cung kinh, cung kinh luôn. Ủa ai vậy, ai vậy? Nhân vật này có cái ý định chuyển giới. Nhân gì hết vậy đâu? Nhân vật là nhân gì? Nhân vật bí mật. Đó cô gái, tạm biệt cô gái. Đi bánh xe đẹp rồi chưa? Đây. Đây là bộ sưu tập và đây là với cái hình tượng virus corona. Vào ơi. Không. Miết corona. Miết corona. Ôi. Miết corona nha mọi người. Bộ đồ này đã trị giá lắm nè. 1.5 triệu đó. Thấy chưa? Có nãy là giá tờ giấy số. Số. Là 10 nè. Là một tờ giấy số. Bằng một tờ giấy số. Hôm nay đã mang tới 100 kg đồ để biểu diễn. 100 kg đồ để biểu diễn hôm nay. Nó chưa có đâu, hết một tivi vô. Tivi hình vuông hồi xưa. Hồng tivi để phát thưởng thôi. Cái này đợi cái tivi nào còn, còn hành lý quen đâu, hành lý quen em phải không? Ủa chúng ta đang nghe cái sân bay. Ba là lưu mi đi, đang đi ngoài đường lộng ghế đặt đóng ghế lên mi đem về cho mọi người. Ủa quá. Cái nhà mình đi ra sân bay đó mà đi qua bên Thái Lan thằng Sài Gòn này. Đi ủng hộ chị Sa cho mọi người. Chị Sa. Ủng hộ chị Sa. À bộ đồ em chặt chị Sa được không? Không chặt hết rồi. Rồi cô gái đã quên đồ. Nó quay lại. Cô gái đã quay lại. Không phải cô gái áo vàng này đâu, cô gái bên kia kìa. Cái bộ đồ này quá mua bên Thái rồi. Có mua à? Mua bên Thái rồi. 300 bạc, mà cũng phải đóng 100 ngàn. Thay bộ em thích mặt rộng rộng như thế. Nhưng mà nó bị rút rồi đó. Dạ. Bây giờ là mọi người bắt đầu khởi hành. Cảm ơn cho Bình Dương nha mọi người ơi. Em hay bị hết hồn. Hết hồn hả? Đó, bây giờ mọi người bắt đầu đi chuyển nha. Bên đây chúng ta đi chuyến ở Bình Dương. Đúng được chứ. Rồi đây nè, tiên chị là mở rộng đường lộ giùm em nè. Chúng ta phải đặt được. Trời nè. Nơi đồ đi không được nè. Mày kêu giải tỏa khu này luôn, mày còn ám hơn nữa. Để chứ. Mưa đi được. Cái này đi chơi cái nó luyện cho bắp cát. Lúc là người đi cuối cùng. Ủa không, còn mấy món. À thôi mấy món nè. Hello. Hi. Đây cả nhà nha. Lẽ đây là đặt chia rồi kìa. Rồi bye bye mọi người.